Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Mình là AD của kênh YouTube Free Truyền đây. Mời mọi người xem tiếp diễn biến chapter 38 của bộ truyện Toàn cầu băng phong, ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Trương Dịch đứng ở trước cánh cửa, mắt nhìn vào bảng điều khiển camera để quan sát, súng thì chia ra phía cánh cửa. Bác sĩ Châu lúc này đi tới trước cửa nhà Trương Dịch, bác sĩ Châu lên tiếng, bây giờ tôi đang ở cửa. Trương Dịch quan sát qua camera trên máy tính bảng không thấy bác sĩ Châu có gì nguy hiểm, không quét được đồ vật nguy hiểm. Rất tốt. Trương Dịch mở chốt cánh cửa rồi lùi lại một khoảng, súng vẫn để nguyên tư thế, liền lên tiếng cho phép bác sĩ Châu vào nhà. Bây giờ cô có thể vào được rồi. Bác sĩ Châu cuối cùng cùng được vào nhà, bác sĩ Châu mở cánh cửa ra bước vào một cách ngại ngùng. Bác sĩ Châu vào nhà là Trương Dịch cũng liền đi đóng cửa lại ngay lập tức, Bác sĩ Châu lúc này cảm thấy nóng quá vì trong nhà Trương Dịch rất ấm. Mà bác sĩ Châu lại mặc áo chống lạnh. Bác sĩ Châu ngồi xuống nền nhà và cởi chiếc áo chống lạnh ra. Bác sĩ Châu thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác ấm áp này quả thật là đã lâu không cảm nhận được rồi. Trương Dịch lúc này cầm súng chía vào phía sau lưng bác sĩ Châu. Bác sĩ Châu, có phải là cô đã quên mất chuyện quan trọng nào đó không? Trương Dịch cũng đi thẳng vào vấn đề. Ví dụ như, chứng minh bản thân vô hại với tôi. Mặt bác sĩ Châu đỏ bừng lên, vẻ mặt rất ngại ngùng. "Vậy anh muốn tôi làm như thế nào?" Trương Dịch cũng nói luôn, rất đơn giản, "Chứng minh cô không lén giấu vũ khí bất lợi đối với tôi." Trương Dịch cũng nói thẳng thắn, "Cô đã hạ quyết tâm đứng trên cùng một chiếc thuyền với tôi rồi, thành thật với nhau cũng không có bất kỳ bất lợi gì, có phải không?" Một lát sau bác sĩ Châu chuẩn bị được Trương Dịch cho đi tắm biển nên mặc bikini. "Bây giờ, thế này đã được chưa?" Trương Dịch vỗ tay tán thành. Rất tốt. Thái độ của cô rất tốt. Anh em cứ nghĩ lung tung không à? Chưa tới vụ đó đâu. Trương Dịch liền đưa khăn tắm cho bác sĩ Châu. Đi tắm nước ấm trước đi. Kiên trì nhiều ngày như vậy. Cô đã vất vả rồi. Trương Dịch đưa bác sĩ Châu vào nhà tắm để đi tắm. Trương Dịch cũng dặn dò bác sĩ Châu. Chọn bộ theo kích cỡ của cô. Cô thử xem có vừa không. Nếu không được thì tôi tìm cho cô bộ khác bác sĩ châu cũng hơi ngượng ngùng khi trương dịch nói như vậy theo ad thì bác sĩ châu mới tới còn ngại nha trương dịch rời đi thì bác sĩ châu cùng vào nhà tắm đi tắm rửa luôn ở ngoài phòng khách trương dịch cầm cái xi lanh tiêm lên làm cái gì đó miệng lẩm bẩm chưa thu bác sĩ châu tắm xong và mặc một bộ váy xinh xắn ra ngoài tôi tắm xong rồi cảm ơn quần áo của anh kích cỡ rất vừa người trương dịch đột nhiên rất nhiệt tình Đặt tay xuống ghế mời bác sĩ Châu ngồi. Bác sĩ Châu cũng ngoan ngoãn nghe theo liền ngồi xuống chiếc ghế. Cô phải nhớ, tôi cho cô vào đây ở là bởi vì cô vẫn còn chút giá trị với tôi, đây là ưu đãi cho cô. Trương Dịch liền sấy tóc cho bác sĩ Châu. Cho nên, cô bắt buộc phải phục tùng mọi mệnh lệnh, nhưng muốn âm mưu cái gì đó thì tôi sẽ giết cô không nương tay. Bác sĩ Châu cũng hơi hoang mang, tên này đúng là máu lạnh đến cực điểm. Trương Dịch liền giơ tay lên chỉ hướng về phía căn phòng phía đối diện, phòng ngủ phụ cho cô ở. Trong phòng có camera. Cửa phòng và cửa nhà đều được làm với chất liệu chắc chắn, chỉ cho phép ra vào trong thời gian quy định của tôi. Nếu như cô có bất kỳ dị nghị gì, thì bây giờ có thể rời đi. Bác sĩ Châu ngượng ngùng và lại đỏ mặt. Được, tôi sẽ nghe theo anh. Trương dịch lại tiếp tục xấy tóc cho bác sĩ Châu. Lựa chọn thông minh, cô cũng đã rõ tình huống ngoài kia rồi. Ngoài dựa vào tôi ra thì chắc là không có con đường nào tốt hơn nữa. Bác sĩ Châu ngượng ngùng sau khi nghe những câu nói của Trương Dịch, vì Trương Dịch là người giúp đỡ cô sống sót, cho nên bây giờ tôi muốn nói cho cô biết một bí mật, cô nghe cho rõ đây. Bí mật? Anh muốn nói cho tôi biết? Bí mật sẽ được Trương Dịch tiết lộ vào ngày hôm sau. Mọi người thấy video này hay thì cho mình một like và một lượt đăng ký nhé. Hết chapter 38 của bộ truyện Toàn cầu băng phong ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Mọi người đón xem chapter mới vào video lần sau ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.